Nào, ví dụ một của thầy như sau. Thầy yêu cầu các em vẽ hình theo cách diễn đạt trong mỗi trường hợp sau đây. Vẽ hình theo cách diễn đạt trong mỗi trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất này, vẽ hai điểm M và N nằm thuộc một phía đối với đường thẳng A. Đúng không? Thì đầu tiên các em nhìn ví dụ một của thầy nhé. Câu A này. Thế thì đầu tiên ấy, là các em phải vẽ cho thầy đường thẳng A trước, đúng không? Yêu cầu mà. Phân tích đề bài thì chúng ta đơn giản thôi. Đường thẳng A này trên mặt phẳng này. Thì đầu tiên nó vẽ phải vẽ đường thẳng trước, vẽ đường thẳng A trước. Đúng chưa? Thôi thầy sẽ vẽ viết là vẽ hai điểm MN. Hai điểm M và N nằm thuộc một phía đối với đường thẳng A. Nằm thuộc một phía với đường thẳng A. Đây. Vậy đầu tiên ấy là thầy sẽ vẽ đường thẳng A trước các em nhé. Đây, thầy vẽ một đường thẳng A như thế này. Được chưa? Thì đường thẳng A này của thầy sẽ chia mặt phẳng bán thành hai nửa mặt phẳng. Hai nửa mặt phẳng. Đúng không nào? Đường thẳng A có thể sẽ chia mặt phẳng bán thành hai nửa mặt phẳng.